Xin chào tất cả các bạn. Lựa chọn đi du học tại đất nước Singapore hiện là một trong những nơi được đông đảo các bạn sinh viên ưa chuộng. Và trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương sẽ xin chia sẻ với các bạn thông tin du học Singapore tại trường EISB. Thì khi học tại trường này thì các bạn sẽ nhận được bằng cấp có giá trị quốc tế. Trường EISB thì cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tiễn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp cho sinh viên sẵn sàng bắt đầu công việc ngay khi nhận bằng tốt nghiệp. Trường có hệ thống và mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác là công ty, các nhà hàng, khách sạn chuẩn từ 4 cho tới 6 sao tại Singapore. Điều này cam kết sẽ mang lại cơ hội thực tập cho tất cả các bạn học viên khi đăng ký học chương trình du lịch khách sạn tại trường và mở rộng cơ hội việc làm cho toàn bộ sinh viên của trường EISB. Trường EISB thì có đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà còn trong ngành công nghiệp. Các giảng viên tại trường đều có bằng thạc sĩ hoặc là cao hơn tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc. EISB tự hào có trang thiết bị học tập hiện đại với mục đích mang lại những điều tốt nhất cho sinh viên. Thì trường luôn chủ động trong việc cập nhật những phương tiện kỹ thuật tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập và thực hành của sinh viên. Với khu hộp xá riêng rộng đến hơn 37.000m2, có sức chứa lên đến hơn 6.000 sinh viên với đầy đủ khu hộp xá, khu thư viện, training center, khu vực thể thao. Đây là điều mà rất nhiều trường khác không có được. EISB cung cấp chương trình tiếng Anh toàn diện và vượt trội. Với sinh viên quốc tế, trường luôn dành cho các em chương trình dự bị tiếng Anh hiệu quả nhằm giúp các em nhanh chóng nắm vững và thành thạo ngôn ngữ này để dễ dàng theo học chương trình chính khóa. Trường EISB thì có chương trình chuyển giao tín chỉ với hàng trăm trường đại học nổi tiếng tại Anh, Úc, Mỹ, New Zealand. Tại EISB thì học sinh sẽ học chương trình chuẩn quốc tế với chất lượng và chương trình ưu việt. Đồng thời khi hoàn thành chương trình học tại trường, sinh viên sẽ nhận được bằng đại học do các trường đối tác danh tiếng của EISB cấp. Khi theo học chương trình cao đẳng hoặc cao đẳng nâng cao tại EISB, các bạn sẽ được nhận bằng do chính trường EISB cấp. Nhưng khi lên tới chương trình cử nhân và thạc sĩ thì bằng cấp sẽ do trường đại học liên kết cấp bằng. Dưới đây thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về độ danh tiếng cũng như là về bảng xếp hạng của các trường đại học liên kết của EISB. Đầu tiên đó là trường đại học Cardiff Metropolitan. Năm 2013 thì trường được tạp chí Sunday Times của Anh Quốc bình chọn là một trong những 4 trường tốt nhất của xứ Wales. Tạp chí Times thì nổi tiếng của Anh trong bảng hướng dẫn sinh viên về những trường đại học tốt của Anh Quốc năm 2004. Thì trường là một trong những trường tốt nhất của Anh Quốc. Trường được sinh viên đánh giá là trường đứng đầu xứ Wales và đứng thứ tư toàn Anh Quốc về chất lượng dịch vụ. Năm 2001, trường là trường đại học đầu tiên nhận được chứng nhận danh giá của chính phủ Anh về sự xuất sắc trong 3 năm liền. Trường cũng là một trong số ít trường của Anh Quốc được chính phủ Anh cấp chứng nhận trường xuất sắc về chất lượng đào tạo và mức độ hài lòng của sinh viên. 95% sinh viên của trường tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp. Xếp hạng thứ 18 với các chuyên ngành như là Business, Management và Marketing. Xếp hạng thứ 17 với chuyên ngành tâm lý học theo The Golden University Leaderboard năm 2016 bình chọn. Với phương pháp đào tạo là 70% đánh giá qua thuyết trình, viết luận, hoạt động nhóm và 30% sẽ là dựa trên điểm thi. Trường thứ 2 liên kết với trường EISB đó là trường đại học Queen Margaret. Thì trường này có tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp khá là cao với 93,8% sinh viên tìm được việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp và đứng thứ 19 với chuyên ngành du lịch khách sạn nghỉ dưỡng theo The Sunday Times University Guide năm 2016 bình chọn. Trường còn giành chiến thắng cho hạng mục khả năng lãnh đạo và quản lý nhóm tài ba do Time Higher Education and Leadership Management Award tổ chức năm 2012 bình chọn và trường đứng thứ 35 tại Anh Quốc theo The Time Good University Guide năm 2014. Tiếp theo đó là trường đại học Edinburgh Heriot Watt University. Đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất trên thế giới và có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới, được xếp hạng thứ 17 theo QS World University Ranking năm 2013 bình chọn và trong bảng xếp hạng tại các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Trường đứng thứ 3 tại Anh với chuyên ngành kế toán và tài chính theo The Time Good University Guide năm 2016 bình chọn và đứng thứ 13 tại Anh Quốc với chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing theo The Time Good University Guide năm 2016 bình chọn. Với 95% số sinh viên chính quy tìm được việc làm trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, trường hiện được xếp thứ nhất tại Scotland và hạng thứ 5 tại Vương quốc Anh và hạng 52 trên thế giới về chất lượng đào tạo và bằng cấp. Trường cũng là nơi từng sinh sản vô tính ra chú cừu Dolly nổi tiếng hay tạo ra các vaccine viêm gan B biến đổi gen đầu tiên. Chương trình MBA của trường kinh doanh Edinburgh Business School là chương trình lớn nhất trên thế giới theo Financial Times bình chọn.
Và để biết thêm thông tin về trường AISB hoặc các bạn muốn hỗ trợ thêm về thủ tục hồ sơ cũng như biết thêm về thông tin học phí của trường thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Tại chi nhánh quận nhất là địa chỉ là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Số điện thoại là 0838484879. Chi nhánh tại quận 5 địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và chi nhánh tại Nha Trang địa chỉ là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.